cái búa đó thực sự quá nhanh đi. Tấn công hắn lần nữa. Ồ không, cần phòng thủ chặt hơn. Sao? Cuộc đua vào pizza sắp có đơn hàng lớn rồi các cậu. Nè, bình tĩnh đi. Trời ơi. Mammoth hả? Shaper. Hay. Ờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Shaper xấu tính lắm. Cậu ấy khoe giao bánh pizza giỏi hơn tụi mình. Không phải xấu tính mà là sự thật. Cậu nói mình giao chậm quá, rồi còn nói người ta thả ăn rau hơn là chờ mình giao hàng nữa. Yo, có giao hàng chậm một chút cũng không sao, miễn chúng ta đánh bại được Vito. Sẵn, nói về Vito và kinh nghiệm chiến đấu, tụi mình đã chiến thắng mà không cần có cậu. Nhìn đi anh chàng khó tính, kỹ năng của mình rất cao, phong cách chiến đấu của cậu đã cũ rồi. Mình là người đặt ra quy tắc cơ bản, không phải chế diễu. Ê, cậu về phe nào vậy? Mình chỉ bị cuốn theo bài nhạc thôi mà. Cậu chủ, hãy để tôi giao bánh cho. Làm ơn, mình nghĩ đây là công việc của tụi mình. Phải, vận chuyển một đơn hàng lớn cậu cần suy nghĩ nhanh nhẹn và nhiều kỹ năng. Như là... Tụi mình cũng suy nghĩ nhanh nhẹn mà. Phải, chắc cậu nói đúng đó. Vậy, hay chúng ta thử xem ai nhanh hơn. Sao, bằng cách nào? Cậu chắc thi đi. Ha ha, sẽ rất vui đó. Thôi nào ai khanh, đua nào. Một cuộc thi giao hàng hả? Thời gian của tôi là có giá trị lắm đó. Cậu sợ chúng tôi thắng hả? Hả? Cậu thắng? Tôi là bậc thầy Dino thực thụ, không thể nào chúng tôi thua các cậu được đâu ha. Ngoài tầm kiểm soát mất rồi. Chỉ còn một cách là xem thôi. Red sẽ thắng. Khoan đã Icon, tính đi bộ hả? Khởi động nào, bánh xe Dino. Wow, Nito. Ha, mình cũng chuyển đổi. Khởi động chuyển đổi. Chúng ta bắt đầu được chưa? Oh yeah. Chúng ta sẽ đếm đến 3, 1, 2, 3. Đi thôi. Cậu đếm nhanh quá đó. Đi thôi. Không có gì vui bằng tự đấu lẫn nhau. Chúng ta có cần thêm gì đó mới lạ cho cuộc đua của bọn chúng không? Wow, đèn giao thông hôm nay tốt quá. Đừng có ngập thở gì hết khói xe của tụi này. Những tình nhóc mới lớn, Rex, quăng cho mình mấy cái pizza. Ok. Hãy để họ thử cái này. Tay lái điện. Cậu ta đang dùng sức mạnh của mình. Đi thôi. Đội của bọn mình mạnh hơn. Móng vuốt laser. Red. Xin lỗi. Cậu thật sự muốn như vậy hả? Tụi mình không phải cố ý đâu. Được rồi, sẽ ra thôi. Đi sáng. Đó cũng không phải là do tôi cố ý đâu. Mammoth, try, đi thôi. Ok, try, sử dụng móng vuốt đi. Được thôi. Siêu tập. Tay go. Những tình gian xạo. Các cậu cũng làm như vậy thôi mà. Chuyện này thật là vui. Tyrano, Saber, giúp tay go đi. Được. Đi thôi. Cậu muốn bỏ cuộc hả? Thừa nhận tôi là bậc thầy Dino thực thụ đi. Cậu chủ Red, mình xin lỗi vì chậm quá. Ổn thôi mà, tụi mình sẽ giúp. Thật sự rất vui. Tay lái điện. Đại phun nước ở thị trấn phía trước. Đây là cơ hội của chúng ta. Tay go, tới cậu. Rõ, tôi còn chủ. Ăn rau.
biến đa. Chật lớp rồi. Cứ chọn xem. Đi thôi. Các cậu sao rồi hả? Cũng không tệ hơn. Chiến thắng có mùi như pepperoni và phô mát. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Đi. Chúng ta sắp tới bảo tàng rồi. Gần tới đích rồi. Đi thôi. Thừa nhận tôi thắng đi. Thực ra là bọn ta thắng rồi. Có nô lệ Dino. Ý của cậu là ở phía trước sao? Đúng vậy. Nhân cuộc đua. Giờ đây sẽ là cuộc đua. Chúng ta sẽ phải đánh bại chúng trước. Ok. Chuyển đổi. Chuyển đổi. Sẵn sàng. Hợp nhất Dino. Phủ đông vĩ đại hợp nhất. Đi, hoàng đế. Hôm nay sẽ kết thúc. Khủng long đi đặt kết sâu rết. Phải làm gì đây? Chuyện này không tốt chút nào. Cầu lửa. Tia sáng. Quá dễ dàng. Cái gì? Nó không hề có tác dụng. Ta sẽ nâng cấp nô lệ Goblin lên một chút xíu. Nhận lấy này. Bấm vuốt. Laser. Đến giờ hai ngươi vẫn chưa học được gì sao? Không, Aiken. Cái búa đó thực sự quá nhanh đi. Tấn công hắn luôn nữa. Ôm không, cần phòng thủ chặt hơn. Tấm chắn. Hay lắm. Chuyển đổi. Chuyển đổi mà bút. Chuyển đổi Stico. Lá chắn âm thanh. Red, đó là khủng long Pinaco sao Red? Đuôi của nó là một cái búa khổng lồ. Nó phong qua tiện tay đuôi của mình đó. Mình ghét gương mặt ngu ngốc của Kai A vô cùng. Giúp mình chơi. Red. Không có chi. Aiken, sao cậu dám làm đau Red vậy? Emily, Aiken là đang cứu Red thoát khỏi nguy hiểm mà. Vậy thì cả hai phải chiến đấu cùng nhau chứ. Chứ không phải là đá vào mặt nhau như vậy. Cùng nhau sao? Giống như là 500. Aiken cần phải lấy được thẻ mammut 500. Vậy thì có thể sử dụng để bắt 500 quan tử. Phải, bọn chúng sắp tiêu rồi. Mammut 500. Mammut 500 biến. Chuyện này thật là vô lý. Tới đây. Đưa đây cho ta. Mình cũng có thể cứu cậu. Chúng ta cường mảnh đó. Để mình. Yeah. Nè, cậu và tôi cần phải bắn cùng một lúc chứ. Sẵn sàng thôi. Chuẩn bị nào. Ok. Các ngươi không thể ngăn được nó đâu. Khủng long đi đặt kết sâu rách. Sạc điện. Nhanh. Sức mạnh lần hai. Đại bác nắm chắc. Không thể, không. Các người không trốn được đâu.
chắc chắn rồi. Tình Red ngu ngốc và cả ai khan nữa. Gặp lại sao? Đại bác Nam Châm thật sự rất tuyệt vời. Nè ai khan, tôi thấy chúng ta nên chiến đấu cùng với nhau đi. Mình thắng rồi. Đúng vậy, mình giỏi nhất. Ta thua rồi. Tôi tưởng cậu với Cyber chung một đội chứ. À, oh yeah. Thật ra tất cả chúng ta đều thắng, vì ta đều thuộc đội Dino Pizza. Ờ, đúng đó. Nhưng mà thực sự mình đã thắng đúng không? Ý mình là về mặt kỹ thuật mình đã thắng nên cậu biết đó, chỉ mình thắng thôi. Tránh ra đi. À, làm hết hồn. Ủa? Hả? Dọn dẹp hả? Tôi giỏi lắm đó. Tốt lắm. Tôi đã lo liệu hết rồi. Nè, để tôi. Ê, đừng mà. Đưa cho tôi mà. Red, tôi không cần cậu giúp đỡ đâu. Được. Phần quà tuyệt nhất cậu được nhận đó. Con gặp may đó, thêm một đơn giao hàng. Để con giao cho. Hả? Sao không được vậy? Wow, tự làm hư đồ. Không, là lỗi của cậu đó. Dùng xe của tôi không. Ai, xe của cậu. Đất nữa. Đất nô. Kaya. Về rồi. Khoan, sao người ở trên đó? Khoan, không, đã xảy ra chuyện gì? Đất nô, ngươi đừng nóng nảy như vậy mà. Vito, ngươi làm gì ở đây hả? Bỏ qua bước chuyện trò đó đi ha. Nhớ cảnh thua cuộc không? Trước bậc thầy Dino Red. Bất thầy Dino Red, Kaya, phải hủy hoại hắn ta. Ủa, Dagno, e là chúng ta bị thiếu người. Commissaris đã trao quyền cho ta, nhưng ngươi đã lên danh sách rồi. Cô ta giúp ngươi sao, Kaya? Bây giờ ngươi cũng sẽ làm việc cho ta. Hãy bắt đầu từ việc dọn phòng đi. Sao, ngươi đã giả trang sức lão? Ủa, ta xin lỗi, yêu cầu đó quá khó sao? Đất nó. Ngươi sẽ làm theo lời ta. Giờ ngươi phải tuân theo lệnh của ta. Đây, dụng cụ mới của ngươi đó. Sao? Còn nữa, ngươi không được bỏ qua mọi ngóc ngách nào hết. Có cần sử dụng dụng cụ gì nữa không? Vito. Tuân lệnh, đã hiểu rồi. Hay da, cứ mặc kệ hắn đi, đừng làm phiền quản gia có cái tướng hài hước đó. Để chuẩn bị cốp lem đi. Không học cách đi xe đạp, cậu ta từ hành tinh khác hả? Đúng điều đó Emily, còn nhớ hành tinh Dino không? Arken, muốn thử nó không? Tất nhiên. Thứ máy móc đơn giản đó cũng dễ thôi mà. Tôi đến đây. Giờ thì hết dễ rồi nha. Sao? Có thứ mà tôi không giỏi. Nè, thử lại đi. Tôi sẽ giữ ở phía sau. Giờ thì tập trung và đi về phía trước. Làm được mà. Cái này vui đó. Red, cậu có thể. Red, cậu nói cậu giữ phía sau mà. Yeah, làm tốt lắm.
Nhìn phía trước đi. Nhìn phía trước? Hả? 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 Tránh chỗ cát đi. Cáo chủ. Rồi, tránh ra đi. Vui quá đi. Kèn, nhìn lên. Hả? Sao? Tội nghiệp cậu quá. Mạnh mẽ nhưng không biết đi xe. Cậu đừng lo, lúc đầu ai cũng vậy mà. Cậu nói là cậu giữ xe mà. Hả? Nô lệ Đại Nương. Red, hợp nhất. Ok. Hợp nhất. Hợp nhất cấp độ 5. Sẵn sàng biến hình. Tyra, biến hình. Ceratol, biến hình. Hợp nhất. Ultra đi khổng lồ. Ultra đi hoàng đế. Chân của Kainosaurus này đặc biệt nguy hiểm đó. Hắn đến rồi. Tốt lắm. Vậy nhận lấy. Đánh gấp đi. Không hiệu quả. Hắn tàn mạnh quá đi. Hỗ trợ nhau rồi mà vẫn không đủ mạnh sao? Đi lên sáng. Thêm lực nữa. Hey, chạy. Bất ngờ. Red. Nhấn. Hey. Thả tôi ra. Thả cõi ra mau. Vậy thì phải nói đàng hoàng chứ. Không. Shadow Thao Rết, cho chúng thực hiện một điều nhảy đi. Quang, Akan, hắn đang tiêu hao năng lượng rồi, cần biết làm gì đó ngay. Red, thật sự cần cậu giúp. Uchade khổng lồ hiện đang thua cuộc rồi, tiếp theo là ngươi. Try, đi thôi. Try, biến hình. Chuyển đổi, Try. Gặp kiếm, kiếm à. Nhanh lên, nắm lấy. Được rồi, các người không thoát dễ dàng như vậy đâu. Wow. Red, lẹ. Tôi đang cảm thấy rất hào hứng. Cẩn thận nào. Wow, tốt lắm. Wow. Đắc thắng, ác thanh. Đừng để con. Khánh đường Taurus, bắt bọn ngốc này mau. Ô không. Lại nữa rồi. Ô không. Giống như đi xe đạp. Lấy được hắn rồi. Được rồi, bây giờ cậu đã biết cách rồi đó. Ta vẫn chưa ăn mừng đâu. Red, lấy thẻ Pinaco đi. Tôi có ý này. Ô
Ok, Pinacosaurus. Pinacosaurus biến hình. Ok, sẵn sàng rồi. Tôi tin đây là của cậu. À! Làm nhanh đi. Được, Pinaco, phóng đi. Con phải tệ nhất ha. Đúng vậy, tôi là bậc thầy Dino, cái gì cũng làm được mà. Nè, đừng cãi nữa, đến giờ giao pizza rồi. Chút nữa. Cậu ta rất thích nó đó. Mình nghĩ là cậu ta không biết cách dừng xe lại đó. Ờ, không thể, nói họ là mình không biết cách xuống. Ô, đừng có cười mà, giúp tôi đi. Dừng xe sẽ là bài học tiếp theo. Không cần cậu giúp. Ủa gì vậy? Đây là viên đá thiên hà. Cái gì vậy? Là thiên thạch mà mình tìm thấy. Nó sáng lên đẹp quá. Không biết là cái gì nữa. Vậy là viên đá thiên hà đã được kích hoạt rồi. Mình sẽ quay về thời kỳ huy hoàng trước đây thôi. Vì hôm nay là lễ trao giải bảo tàng mà con. Bà phải tươm tất đúng không? Con rất là thích cái lấp lánh kia kìa. Hy vọng nó không làm mờ nhạt giải thưởng mà ba nhận được vì những cống hiến cho hòn đảo này. Ba ngầu quá. Con và bạn của con có thể đến chúc mừng ba được không? Ba sẽ thấy rất vinh dự nếu con có mặt ở đó đó. Chút nữa con gặp ba ở viện bảo tàng nha. Tạm biệt con. Tạm biệt ba. Hôm nay trời cũng đẹp quá. Tôi nghĩ hôm nay sẽ đi bộ đến đó. Dạ, vậy cũng được. La da da, trần trần. Con người ngốc nghếch. Cái mà ngươi nghĩ là một món trang sức rẻ tiền sẽ là của ta, và ta sẽ lấy lại những tháng ngày huy hoàng xưa. Dark No, nước của ta đâu hả? Hắn không cảm thấy biết ơn khi được người làm hầu nhỏ bé của ta sao? Dark No, lấy nước cho ta chưa? Dark No, nghĩ đâu rồi? Tuyệt. Đến đảo Dino sao? Hả? Sao lại đến trái đất một mình chứ? Ta hứa sẽ không trêu đùa ngươi nữa. Được rồi, không chắc sẽ cân nhắc. Dark No. Sao người dám tới dọc hành tinh người của ta vậy hả? Chừng nào ta chiếm được hành tinh này thì ngươi sẽ ta có mùi vậy như robot và nỗi buồn vậy đó. Cuộc sống quan dã ở đây cũng vui nữa. Sinh vật dễ sợ. Khi nào ta trở về là ta trước đây thì chúng bị trừng phạt. Ta để lạc mất tên ngốc nghếch kia rồi. Cẩn thận. Người đang đe dọa ta sao?
ngươi phải trả giá cho sự cứng nhắc của lại là ngươi sao? Ngươi nghe đây, mở ta tin là chúng ta có thể thỏa thuận với nhau. Ngươi muốn cái gì? Một hành tinh riêng hay là banh tennis? Ngày ấy chắc phải ở gần đây mà thôi. Đất đô, đây không phải là lúc để chơi đâu. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì chứ? Sao dám tông vào một quý cô vậy? Hả? Á Khách. Hắn ta không nhận ra mình. Mình sẽ dùng cách này. Cổ chân yếu đuối của ta đã bị trật mất rồi. Không nên đi giày cao gót. Hả? Tạm biệt nha. Nè khoan đã, ngươi phải giúp gì đây là lỗi của ngươi mà. Được, đây là việc bậc thầy Dino có thể làm mà. Có cần thiết phải làm như vậy không chứ? Cần, ta cần phải nhìn thấy mọi thứ. Nhìn thấy? Sao? Tại... chó. Ta mất chó rồi. Nó có thể ở đâu chứ? Hả? Người có phiền không? Phải cô đang đi đâu chứ? Cô là người muốn ngồi trên đó mà. Ba cậu được nhận giải hả? Ngầu quá đi mất. Ừ. Cô sao vậy? Hả? Tôi đã nói gì? Phải để ý cô mình đang đi đâu. Vậy ngươi để ý đi. Nè. Tôi xin lỗi. Không nghe gì hết. Nói đi. Thật vui khi được nhìn thấy thành quả của cuộc đời ở viện bảo tàng xinh đẹp này. Mình yêu đời quá. Ta còn đang bận tâm vì ngươi đây. Ta phải lấy lại khoảng thời gian huy hoàng của mình. Chào chú. Công chúa nhỏ của ba. Phải hành động thôi. Cái gì đây? Hả? Cái gì vậy? Ba không nghĩ về công nghệ tình cảm đâu. Công nghệ cũng phát triển tình cảm quá rồi. Tốt nhất là tìm thấy chó của cô ở công viên này. Đừng có phàn nàn. Tại ngươi mà ta bị đau chân đó. Đất nơi. Đưa nó cho ta. Của tôi. Đưa nó cho ta. Khai ai lấy cho ta hỏi con trai. Khai ơi. Đất đô, ngài đừng nói là ngài đến đây chỉ vì đá quý thôi đó. Không, còn hơn những gì mà ngươi nghĩ. Khai A, nguyên cả ngày hôm nay tôi đã giúp cô tìm chó của cô sao? Chào A Khanh. Không có con chó nào hết bậc thầy Dino thiên tài. Vậy cũng bị lừa, biết mà. Đúng là nhìn khác hoàn toàn. Cô chết chắc rồi Khai A. Đắc đô. Ôi, cài áo. Có phải Khai A cướp cái cài áo đó ngay lập tức? Nhanh lên Patrionis. Nhìn cánh tay của hắn kìa. Nhớ cẩn thận với các lưỡi dao ở cánh tay nha Ray. Tấn công Patrionis.
tấn công. Hả? Lấy cài áo. Phải giúp họ. Dừng lại. Đừng vậy mà. Chạy đi. Được lắm cây à. Kết thúc thôi. Thử đi. Hey, bắt hắn. Được. Đi. Mặt của mình cái gì vậy? Hắn ta có boomerang cảnh giao đó. Chuyển đổi qua Tyranno và dùng thẻ Camo đi. Hiểu rồi. Chuyển đổi Tyranno. Đi thôi, Camosaurus. Tyrannosaurus, biến hình. Cái kiếm Camo này nặng đến như vậy là vì bên trong của nó chứa đầy năng lượng. Cố lên Dress. Mình nên ăn thêm nhiều cải. Nặng quá đi. Hãy kết thúc thôi. Tất nhiên. Vậy để tôi giúp cậu một tay. Yeah. Trời ơi, tôi có cái màu hồng. Tấn công chú. Vấn đề được giải quyết dễ dàng nếu có bạn giúp đỡ. Red, đi thôi. Ok, cùng làm đi. Chị sẽ thua thôi. Tại vì một cộng một là chiến thắng. Đúng là chiến thắng đó. Chào con yêu. Ba ơi. Tôi cũng muốn được chia sẻ giải thưởng ngày hôm nay với hai vị anh hùng đã bảo vệ hòn đảo này. Hãy cổ vũ cho họ nào. Hay quá. Hay quá, hay quá đi. Đó là viên đá thiên hạ sao? Tốt lắm. Tạc mơi, nước mắt của Lát Đô. Sao tay của ta nhỏ vậy nè? Chân của ta cũng vậy nữa. Gì vậy? Sừng của ta rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng rồi. Chỉ với một viên đá thiên hà thôi không đủ. Xem bừa. Chắc nổ. Thử phép thuật coi sao. Cái gì chớp? Đứng lại. Chớp đồ. Có sao không? Ôi, cái đầu của ta. Chắc là ai đó. Ông nghĩ ông đi đâu vậy? Ta nghĩ là ngươi nhầm người rồi. Chớp đồ. Phải từ chỗ đây. Cái gì chớp? Nhìn lên. Hắn ta đâu rồi? Chào chúng ta bắt được hắn đi. Cuối cùng ta vẫn thua. Thật là nhục nhã mà. Cứ chờ ta lấy lại sức mạnh đi. Ta giấu rồi sao? Ủa? Làm sao mà ngươi vô trong đó được vậy? Chờ trốn tìm cũng hay mà. Nè, chờ đã. Đắc đô. Wow.
ông còn nhỏ hơn tôi nữa nè. Đáng yêu quá. Ngươi đừng có mà coi thường ta. Tay của mình. Ông biết rồi đó. Nào tôi còn cứng hơn Pachycephalosaurus. Lần này ta sẽ nè, không sao chứ? Ông đang khóc hả? Không, ta không phải loại bích ước. Sao vậy? Ta chỉ làm theo lệnh của chúa tể Cosmosaurus. Và bây giờ ngươi nhìn đi, thật không công bằng. Cosmaram là cái gì? Là chúa tể Cosmosaurus đó. Chúa tể Cosmosaurus đã tồn tại từ khi vũ trụ hình thành. Ngài là những sinh vật đầu tiên. Ngài nói là sẽ cho ta làm anh hùng nếu như đem viên đá thiên hà về cho ngài. Tôi hiểu rồi. Ông chỉ muốn làm anh hùng giống tôi, có đúng không? Nhưng giờ đã quá trễ rồi. Người xem ta có khác gì đứa con nít đâu chứ. Thiệt ra thì tôi có làm gì ông đâu. Là ông tự chú ngoại vào thân mà. Nè nè, tôi xin lỗi. Nghe nè, bình tĩnh đi được không? Đúng rồi, phải vậy chứ. Vậy là do chúa tể Cosmahu gì đó là người xấu hả, đúng không? Phát âm Cosmosaurus được không? Bị đánh bại bởi tên ngốc này. Cậu hả Rex? Chào Rex. Cậu ấy không có sao đâu, thấy chưa? Cậu ấy đang ở đây làm mắng ông Đắc Nô nè. Tới lượt mình, để hắn cho tôi. Ôi, thiệt ra vấn đề là bắt lấy hắn. Phải nhận hắn ta lại. Nè, mọi người chờ đã. Đừng mà. Không để hắn ta thoát được. Đừng lại. Mau bắt hắn, nhanh. Trời. Đừng học bắt được ta. Bắt hắn. Như là ta có hơi sớm hả? Nhờ cậu hết đó, tấn công. Hiểu rồi. Đi sáng. Đường cùng rồi, ông không còn lối thoát đâu. Tôi sẽ vì chủ nhân Barion. Chào chúc mọi người, nghe mình nói đi. Cậu tránh ra coi, giờ đã tới lúc phải xử rồi. Phải bắt hắn trả cả bốn lần lời. Mình nói mọi người hãy nghe mình một chút. Cái đi chứ nhá. Thôi mau đi. Chúng ta đã hiểu lầm rồi, Đắc Đồ không phải kẻ thù đâu. Có kẻ đứng sau chuyện này đó, chúa tể Cosma. Là Cosmosaurus. Phải rồi, kẻ thù thật sự là chúa tể Cosmosaurus. Đúng đó, ông ta mới là kẻ thù. Tôi chỉ là bị lừa và sai khiến bởi ông ta thôi. Ông nghĩ bọn tôi sẽ tính lời ông sao? Cậu tránh ra đi Red. Thật là đáng khinh. Ngươi giữ viên đá thiên hà là của triền, rồi bây giờ còn dám tiết lộ tên cho kẻ thù nữa hả? Phải xử lý ngươi ra sau này Đắc Đồ. Để tôi xử lý kẻ phản bội đó. Nô lệ đây luôn. Ngươi hành động thất bại chưa đủ sao? Mà còn đi phản bội bọn ta nữa. Ta không thể dung tha cho ngươi được nữa. Không không, ta chỉ trời đất. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm nữa. Kaya, hãy làm cho Đắc Nô có kết cục với bọn kia đi. Dạ thưa ngài. Nhưng Kaya, chúng ta xử lý hắn trước đi. Đi thôi. Khủng long vĩ đại hợp nhất. Chuông báo khởi động. Khởi động. Unjadi. Hoàng đế. Achelon tấn công. Mong loại trừ hết, không chừa một ai. Tiến lên. Yeah. Achelon, cú hút cực mạnh. Kaya. Kaya. Achelon, xử lý kẻ phản bội đi.
Coi chừng! Đăng Đô, tới ông đó. Thiệt sao? Cảm ơn Red. Nè, cậu biết mình vừa làm gì không vậy? Mình nói rồi, Đăng Đô không phải kẻ thù đâu mà. Red! Chờ một chút, tôi tới đây. Gì vậy? Có chuyện gì vậy? Nghe đây, cậu phải coi chừng cái gai trên lưng đó. Bắt được rồi. Akan, điểm yếu của nó là ở bụng. Người phải cù lét ở đó. Ông cho rằng bọn tôi tin ông hả? Cả hai chúng ta đều muốn Red được sống sót mà. Lỡ như lời Đắc Nô nói là thiệt thì sao? Mình đang kiểm tra nhưng mà không thấy thông tin nào ở đây hết. Không tin được đâu. Ta hiểu rõ nô lệ Dino hơn ai hết. Tin ta đi. Nếu ông nói dối thì tôi thề ông sẽ phải trả giá. Cộng kim Red có chân. Được rồi, đúng là ông nói không sai chút nào. Giật lấy. Thấy chưa, chúng ta không tin làm người mà. Đất đu, sao ông lại làm như vậy chứ? Tại sao lại nói điểm yếu cho bọn chúng? Còn ngươi thì sao chứ, ngươi tấn công ta còn gì? Axelon, cho bọn chúng đếm mùi đi. Nè, cái gì vậy? Chuyện gì vậy hả? Nhìn xem. Sao lại như vậy? Mình nghĩ là thấy tấn công cơn mưa bong bóng, nó sẽ phóng ra máy bay bong bóng và làm cho toàn thân của mình thấy nhợt đó. Vậy cù lét là điểm yếu của hắn, chắc cũng là điểm mạnh hả? Thế mà là tấn công sao? Saber, cậu mau dùng điện tấn công thử xem. Được rồi, đi gấp. Hụt rồi nha. Mau kết thúc luôn đi. Đừng có cầu chân mà, đừng cầu chân. Cậu có sao không? Đừng tấn công chúng riêng lẻ. Các cậu phải gom tất cả số bong bóng đó về một chiếc giường. Đưa về giường. Nếu như dùng mà mua chiếc thẻ Parasaurolophus thì có thể làm cho bọn chúng rơi vào giấc ngủ bằng sóng âm ru ngủ. Nếu vậy thì nhờ cậu đó ăn hành. Được rồi. Nhanh lên, làm ơn đi. Được rồi. Ba bút biến hình. Ma Wood Pinguin! Linh Luân! Parasaurus! Parasaurus! Pinguin! Tốt! Kết thúc đi! Chuẩn bị tiến lên! Được rồi! Âm thanh công lý! Bóng đêm tĩnh lặng! Sống âm! Ru ngủ! Tuyệt vời, cũng nhờ ông mà bọn tôi mới đánh bại Axelon. Cảm ơn vì đã chịu tin ta. Ông đừng tưởng bợ, tôi sẽ canh chừng ông. Được rồi, Saber. Và chúng ta phải nhớ luôn nghe theo lời cậu chủ. Không còn biết Red nói gì, tôi vẫn nhớ những gì ông làm. Tôi sẽ giám sát ông. Không cần lo, cậu đi chút, lát nữa sẽ về thôi. Giống như tôi nè. Mọi người, ăn pizza thôi. It's now illusion. Hear the mighty roar.
justice is guaranteed. Hear the mighty roar of the Dino Call. Racing, chasing, you have never felt so alive. Booming, vrooming, zooming into overdrive. When you hear the roar, you know what's in store. Fun, friends, fights, and more. Go, go, Dino Call! Đất nước. Ờ, Barbara. Sao giờ lại đưa cái này cho ta? Coi như đây là quà tái ngộ của ta đi. Tặng ta con Dino sao? Ta chỉ cần mượn Dino Visa của ngươi thôi. Nhưng đổi lại ngươi sẽ có viên đá thiên hà của bậc thầy Dino. Vậy thì tốt. Nhưng làm sao ta tin lời ngươi được đây đất nước? Ngươi không cần lo đâu, Barbara. À. Hey. Stay ra. Chúng ta sẽ làm bạn mãi mãi nha. Cậu xem, bây giờ chúng ta chỉ giao pizza trong một nốt nhạc. Pteranodon đã từng gặp nạn vì bảo vệ bầu trời của hành tinh chúng ta. Tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay Dagno? Rõ ràng nó đã trở thành một nô lệ khác của Dagno. Thật buồn quá đi. Đừng nói những lời đó. Mọi thứ không đơn giản như vậy đâu. Stera là bạn thân của tôi. Hả? Vậy sao? Anh sửa nhanh nha, bạn đồng hành của tôi đó. Dạ, tủ lạnh của anh sẽ ổn thôi. Tuyệt. Thiệt là tốt tính mà. Cái gì đây? Muốn gì cũng được. Bọn họ thì biết cái gì chứ? Kaya! Chuyện gì vậy? Sao lạnh quá vậy? Chuyện gì vậy? Gì nữa vậy? Không, tôi! Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là ai làm chuyện này? Có lẽ... ở bên đó! Băng thiên còn lối mòn đó, là xuống đây nè. Được rồi, Tyranno, mau đi theo dấu băng nào. Dạ, cậu chủ. Hãy lấy lửa. Phải giúp họ thôi. Đó là cái tủ lạnh của tiệm bánh và viên đá thiên hà. Viên đá thiên hà đó giờ là của ta. Đắc đu. Ngươi không thể thôi đều bám ta sao, Red? Đen Red, mau hợp nhất. Được. Ha, dù báo khởi động. Tyranno biến hình. Ultra đi, cực của siêu khủng. Chúng ta ngầu chưa nè? Bắt lấy chúng.
ma mút băng giả. Hôm nay ta sẽ kết thúc hồi thứ. Có ba cộng với đá thiên hà đã làm cho con ma mút nâng cấp lên đó. Ma mút băng giá tấn công bằng nhà tạo khí lạnh từ vòi của nó. Được rồi, thử dùng lửa xem. Cú chém rực lửa. Khá lắm, nhưng e là không dễ vậy đâu. Tơ ra đu đồn. Ai đâu quen các ngươi, không có cửa đâu. Bão tuyết băng giá. Seranadon đang gia tăng sức mạnh cùng với thế tấn công của Mammoth. Tấn công! Nè, đừng! Té ra! Té ra! Cậu thấy mắt của Té ra chuyển màu xanh không? Giống của con nhỏ đó đã làm cho người sao rộng sao. Đừng quên chủ nhân của ngươi là ai. Hắn có viên đá thiên hà thay thế. Đó là cách hắn điều khiển Steranadon. Akin! Đáp mù! Màu thôi đi! Ta nói không thì sao? Nè Red, ngăn tình giải kia lại. Không. Ôi không, mình không thể cứu cậu ấy. Khải à, nếu Petra thực sự là bạn của cô thì tuyệt đối đừng bao giờ từ bỏ hết. Red đã dạy tôi như thế đó. Cố lên Kaya, à, cô có thể làm được mà. Đánh thức Petra đi. Đúng rồi, chúng ta có thể làm cậu ấy nhớ lại đó. Nhớ lại sao? Anh Khánh, tôi cần nói chuyện với Stera. Lại đi. Stera. Hả? Kaya. Hả? Ta biết ngươi là đồ ngu nhưng đừng vậy. Đừng nói lời nhảm nhí nữa. Không. Cậu còn nhớ không? Là mình nè. Không được nghe. Ném cô ta đi. Hả? Chúng ta là bạn mà. Chúng ta vẫn luôn là bạn mà. Mình nghĩ là nó ngừng tấn công chị ấy rồi. Kaya đã lay động Stera. Hả? Cậu nhớ ra mình sao? Hả? Nè. Chương báo cửa Akan có thể nâng cấp. Hả? Mình đi hoàng đế siêu đẳng cùng với bản nâng cấp này, nó có thể hợp nhất với Steranodon. Được rồi, hợp nhất thôi. Sau đó chúng ta sẽ đánh bại hắn. Cố lên nào. Chuông báo khởi động. Steranodon biến hình. Khủng long vĩ đại hợp nhất. Dino hợp nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kim Hoàng Đế siêu đẳng. Quá, đi siêu đẳng này quá tuyệt vời. Peter, ngươi làm việc cho ta. Đôi cánh Peter, ngươi đúng là kẻ cứng đầu. Tia sáng cũng được nâng cấp trời. Quá lợi hại. Con dài nô đó là của ta. Ta sẽ không nghĩ như vậy đâu. Lên nào. Dám coi thường ta hả? Tiệp lắc hoa. Quá, wow, giống con chim vậy. Chắc là khủng long chim hả? Chân đi hoàng đế siêu đẳng đón hầu. Ghê luôn, tuyệt lắm. Chúng ta đã làm được rồi. Dagmo, Padra, Cosmo Saurus, chúng thua rồi. Chúng ta làm được, ai chịu thấy túi nào? Các người cứ việc ăn mừng đi, hành tích này sẽ sớm thuộc về ta thôi. Xem ra bậc thầy Đại Nô ngày càng lợi hại rồi. Ngươi được lắm Đắc Nô. Đã tới lúc ta phải ra tay xử lý tất cả bọn chúng. Cô bé đây, ok. Con cảm ơn. Mập ngay tuyệt vời. Bóng của mình. Là chị là một viên đá khác hả? Khủng long ba sừng được biết đến là loài mạnh mẽ và gan dạ. Tên của chúng có nghĩa là thực sự chính là mặt ba sừng. Với trai thì mình không chắc về sự gan dạ, nhưng mà cậu ấy có ba sừng và còn biết cử động. Đại loại vậy. Emily, mình đã làm gì cậu sao? Rez, cậu ta rất là ngốc. Ha, quá đẹp. Emily. Chào lũ nhóc. Emily hành động lạ quá. Đúng vậy. Có chuyện gì vậy ta? Yo, nhìn thật ngầu, phong cách mới của cậu hả? Shaper, thật là xinh đẹp. Sao? Ai vẽ này lên mặt cậu kìa Shaper? Hả? Làm gì hả? Hả? Ai làm chuyện này vậy? Cậu, cậu mau nói cho mình biết đi. Tụi mình vừa thấy Emily chạy ra khỏi đây đó. Nhưng mà Emily không làm mấy cái chuyện này đâu. Hả? Emily? Lại đây. Chuyện gì vậy?
Bên đây nè. Đây, lần đầu tiên tôi làm pizza, muốn thử không? Cô làm hả? Cậu đừng có nghi ngờ nữa, hãy thử đi. Được rồi. Hả? Thế làm sao? Có ngon không? Không tệ. Nhưng mà nó cay quá. Thật hả? Đây là lần đầu tiên tôi tự làm. Tôi cũng thử một miếng được, nữa. Bởi vì tôi vô cùng thích nó đó. Hả? Mình là đầu bếp giỏi. Thật tuyệt vời. Hả? Nước sốt cay. Mình đâu có thêm nó. Cậu có sao không? Cay quá đi. Bực quá đi. Mình đâu có làm mấy chuyện đó đâu. Emily, cô phá hoại bánh pizza của tôi phải không? Hả? Không đời nào, không phải là tôi. Cô vừa cho tôi xem. Đồ nói dối. Nhưng đó không phải là tôi. Emily, cậu làm mình té đau lắm đó. Dạ, cái này không hề hợp với mình chút nào. Hả? Cô ta phá pizza của tôi. Nhưng mà mình không hề làm mấy chuyện đó. Emily, chào các cậu. Có chuyện gì vậy? Rex à, các cậu ấy nói mình đã làm những việc xấu. Nhưng mình không có. Mình không biết họ đang nói cái gì hết. Nhưng mà Emily. Hả? Sao lại có tới hai Emily? Hả? Có tới hai Emily sao? Đó là ai? Biết rồi. Cô ta đã làm mấy chuyện đó. Khoan đã, đâu mới là Emily thật? Tất nhiên là mình rồi, cậu phải hỏi nữa hả? Có mà biết được gì, hai cậu giống nhau quá. Nè, đó không phải là gương của Emily sao? Hả? Đúng vậy. Hả? Đồ giả mạo kia, đó là của tôi. Không, Chris là của tôi. Ê, nè, khoan đã. Ra đây, đồ giả mạo xấu xa. Nhưng mình mới là Emily thật mà. Bình tĩnh chút đi được không? Tôi... Dựa theo kinh nghiệm của tôi, kẻ đáng ghét mới chính là Emily thật. Đúng vậy, tôi chính là Emily thật. Nhưng sao kẻ giả mạo đó lại xuất hiện chứ? Nè. Nó là tác phẩm của viên đá thiên hà sao? Có một viên đá thiên hà trên cái gương kìa. Hả? Cái gì? Biết ngay cô ta xấu nè. Cậu đã giải được bí ẩn. Nè, cô ta bỏ trốn. Quay lại đây. Cảm ơn vì đã tìm ra nó. Thôi nè, Red, hợp nhất đi. Được rồi. Chuẩn bị, sẵn sàng. Tyranno biến hình, Senator biến hình. Hợp nhất lần cuối, khủng long vĩ đại hợp nhất. Đi lần cuối siêu khủng. Chi hoàng đế siêu đẳng. Bắt chúng đi, khủng long Codipteris. Wow, nó thật là rực rỡ. Rết, đó là Deinogia Codipteris. Viên đá thiên hà với sức mạnh trên gương đã tạo ra cho nó một cái đuôi lấp lánh như vậy đó. Dù là gì thì gương sẽ vỡ. Cầu lửa. Nó làm lệch hướng tấn công sao? Codipteris, hãy mau trừ khử chúng đi. Tia sáng. Ôi trời, nó không có tác dụng. Không, nó nhanh quá. Cánh bên ra, tia sáng. Cản nó lại. Nhận lấy. Đông vũ lấp lánh. Vậy sao? Muốn chém rực lửa. Nóng quá. Chuyển đổi tay gô. Mấy em đá. Tốt lắm. Nếu chúng ta tấn công từ hai phía, nó không thể dùng gương cản lại được.
mũi chém plasma. Chuyển đổi Saber, hãy thử cái này. Cú đập chết tiệt. Hãy dùng tấm chắn lấp lánh. Đã đến lúc nghiền nát mấy con bò sống này rồi. Sử dụng gương. Ê, là mình đó. Mình ngầu quá. Nè, thôi nào. Tôi ơi, tại sao mình lại làm như vậy? Được rồi, tiền chết. Rớt. Nhận lấy. Đội cảnh bên ra. Cản hắn. Ngươi đã nhìn thấy vẻ ngoài đẹp mắt của ngươi chưa? Đó có thể là thứ cuối cùng ngươi được nhìn thấy. Đội cảnh bên ra. Anh Cảnh, thật là tệ. John, nếu chúng ta che các tấm gương đi, những hình ảnh ngu ngốc đó không thể thoát ra nữa. Phải. Anh Cảnh, sử dụng ma mút băng da. Chúng ta có thể sử dụng không khí lạnh để mà làm mờ cái tấm gương. Được thôi. Lên. Ma mút băng giá. Thiên hà biến hình. Bắt đầu thôi. Không khí băng giá. Cậu làm tốt lắm. Bây giờ để tôi. Cú đập chích điện. Cái gì? Hả? Cẩn thận với các cảnh sát nhọn xung quanh nhà bên ra. Vết cắn rực rỡ. Ha ha, đã đến lúc cho phần thú vị. Các cậu thật tệ. Các cậu không biết đâu mới là bệnh sao? Cả hai cậu đều. Tôi phải nói sao đây? Không phải tụi mình không thể phân biệt được. Mình biết. Cậu dễ thương hơn Emily cả. Họ giống y chang mà. Tôi biết điểm khác biệt. Tôi không quan tâm. Không phải sẽ rất vui nếu có tới hai Emily sao? Chúng ta sẽ có gấp đôi người quản lý Dino. Hả? Phải. Mình chứ hai chị. Thậm chí là ba. Hoặc hơn cỡ 20. Mình là niềm yêu thích của cậu. Việc tìm kiếm viên đá thiên hà thật là chán. Phara luôn tìm thấy chúng trước chúng ta. Mình ít chỉ có một cách dễ dàng hơn để mình tìm ra chúng ở đâu. Cái gì? Ê, chờ chút. Sao vậy? Mình thấy có gì lấp lánh đằng kia. Hả? Đá thiên hà hả? Wow, thử tưởng tượng nếu cậu tìm được nó. Đi thôi. Nè, đá thiên hà ơi. Red, đi xuống nhanh lên. John, cậu nhìn thấy nó ở đâu chứ? Mình không nhớ ra. Thấy rồi nè. Hãy tìm trong đống rác này. Nó không có ở đây. Gì quá đi. Mày đang ở đâu đá thiên hà ơi? Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được đá thiên hà đâu. Có thể là John đã tìm nhầm rồi đó. Mình chắc là mình đã nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh. Nè, chúng ta phải no bụng trước khi tìm kiếm. Đi ăn pizza thôi. Red, nó có lý đó. Tôi muốn ăn pizza nó. Nè, chờ mình với. Pizza. Chờ mình với. Nè, các cậu có nghe mùi lạ không? Chắc là do miếng phô mai cũ quá. Cô nói gì? Tôi lúc nào cũng dùng nguyên liệu tươi hết đó. Nhưng mà cô nói đúng là có mùi lạ rồi. Cho các cậu thấy được hết chưa? Chưa luôn. Mình chưa. Vẫn chưa. Chúng ta vừa mới lục lọi trong đống rác đó. Các cậu đào bới trong đống rác nên có mùi lạ trên người là đúng rồi. Vậy mùi này là của mình hả? Không đâu. Rác có mùi hương rất là thơm.
Không chỉ là mồi đâu, vi trùng từ đất có thể gây bệnh cho các cậu nữa. Đó là do cậu nghĩ thôi, bậc thầy Dino này không bao giờ bị bệnh đâu. Đúng rồi, thứ rác đó làm gì được ta chứ. Thật là trẻ con. Nhưng mà mình không ngửi thấy mùi gì hết. Hả? Thiệt hả? Mùi đó rất ghê. Không phải mùi pizza của Red sao? Xin chào, hàng đây. Mama Mia mùi gì vậy? Hai cậu ấy vừa từ bãi rác về đó. Để con giúp chú giao pizza cho nha. Cảm ơn, hãy giao tới bảo tàng nha. Stigl, đi giao thôi. Yeah. Còn các cậu hãy mau đi tắm và thay đồ đi. Được rồi. Cái mùi đó biến đâu mất rồi? Đúng vậy. Tuyệt, vậy mình không cần thay đồ. Cái mùi gì? Sao kinh vậy nè? Cái mùi gì kinh dị vậy nè? Có phải là từ mình không? Mình còn hôi sao? Mình không ngửi thấy mùi gì hết. Stigl, cái mũi to của cậu có lúc nào hoạt động được đâu. Có vẻ như một viên đá thiên hà khác lại sắp về tay ta. Cậu chủ Dung Bảo. Hả? Đi thôi. Stigl, mình nghĩ là cái mùi đó càng lúc càng trở nên tệ hơn đó. Rồi, mình không thể hiểu cậu nói gì khi cậu cứ lấy tài bịt mũi như vậy. Nhìn kìa, mọi người đang bỏ chạy. Có gì đó nguy hiểm đang xảy ra. Sao, nguy hiểm hả? Chờ một chút nha. Còn khói hả? Cháy ở đâu vậy? Khoan, nó phát ra từ chân của mình. Có phải là do chân của mình có mùi không? Mình nghĩ là có chuyện đáng sợ đang xảy ra. Ban Trang, trận chiến của các ngươi không phải là thứ duy nhất bốc mùi. Viên đá thiên hà đó thuộc về ta. Thằng nào biến cả. Dừng lại. Chỉ còn một mình ngươi. Xin chào viên đá nhỏ. Tuyệt lắm. Một sự bổ sung tuyệt vời cho bộ sưu tập đá của ta. John, cậu có sao không hả? Patra, người không được động tới các bạn của ta. Tốt lắm, khủng long Gorgosaurus. Tyranno biến hình, Ceratol biến hình. Ha, khủng long vĩ đại hợp nhất, đi chụp mũi siêu khủng. Khủng long vĩ đại hợp nhất, đi hoàng đế siêu đẳng. Patra, đi thôi. Ta muốn thấy cố gắng của các ngươi. Người thật sự là một kẻ xấu hôi hả, Patra? Tia sáng! Again! Cố kiếm rực lửa! Một nỗ lực thảm hại kia. Cái gì? Hả? Người biết cách chuyển động cái này chưa? Dễ thương quá. Bây giờ tới khi người biết nó là gì. Quả bơm bốc mùi khủng khiếp. Trời ơi, mình sẽ bị bệnh mất thôi. Đó là khi bốc mùi chóng mặt của Dino. Không chỉ có mùi khó chịu, nó còn khiến cho các cậu mất khả năng kiểm soát. Nè, các bậc thầy Dino, hãy tận hưởng mùi của cái chết. Red, nếu ta hợp được tấn công, nó sẽ không thể tung khí ra đâu. Được, vậy cũng được.
Gorgosaurus. Cú đá hai quả bơm bốc mùi. Đây là thứ mùi kinh khủng nhất mà mình từng chịu đó. Nỗi khổ của các ngươi bây giờ mới bắt đầu đây. Đừng mà. Mình không ngửi thấy gì hết. Đúng rồi, mũi của Stegall không hoạt động. Johnson, các cậu, tôi sẽ tự lo liệu việc này. Đôi cánh thế ra. Mình vẫn còn sống mà. Mau chuyển đổi Stego đi. Ok. Để cho mình chuyển đổi Stego. Gorgosaurus không cần nhẹ tay với bọn chúng. Tấn công chúng bằng khí hôi một lần nữa. Biết ta nghĩ gì không? Người nên ăn nhiều trái cây hơn. Hả? Sao hắn có thể? Sức mạnh của Stego đã chặn hết mùi hôi lại rồi. Tuyệt. Stego thật là giỏi. Thôi đi mà. Tuyệt vời. Mấy ép đá. Mấy tình ranh này. Bờ bốc mùi, công suất cực đại. Các ngươi không thể nào chống lại sức mạnh ngay. Red, mau sử dụng viên đá khâu tiếp theo đi. Có lẽ sẽ sử dụng được năng lượng gương của nó làm lệch hướng những quả bơm bốc mùi. Thiên hạ biến hình. Red, để tôi giúp cậu. Cái gì vậy? Thật là đáng sợ mà. Red, bắt lấy cô ta đi. Được thôi. Gương Coriteris S. Tốt lắm, một con khủng long nữa đã bị đánh bại. Mùi chiến thắng này ghê quá. Đúng vậy. Đứng lại, các cậu không thể vào đây. Các cậu nghĩ có thể bước vô đây với cái mùi như vậy sao? Thôi mà, tụi em vừa mới thắng một trận chiến siêu lớn và giờ đang đói bụng. Để cho tụi tôi vào ăn pizza đi mà. Không được, sẽ làm bốc mùi chỗ này đó. Nhưng tụi mình phải đi đâu đây? Tiệm rửa xe Dino Pizza. Đừng mà. Cứu mình chơi, mình đang chìm. Chờ một chút đã. Thật tuyệt chơi. Đúng vậy. Thời gian tắm gội. Ok. Tiếp đi vậy. Res. Arkhan. Đừng có nói gì hết. Bậc thầy Dino, hai người sẽ phải trả giá chuyện này. Ủa? Yo, Dino Pizza. Tuyệt quá. Pizza có cành ly vàng ở phía trên. Hãy đến cửa tiệm của chúng tôi để ăn thử. Một miếng pizza thôi cũng đủ để trái tim của bạn gào thét. Dino Pizza. Pizza cà ri. Dino Pizza. Pizza cà ri. Oh yeah. Hãy đến thử pizza cà ri. Nè, cậu phải thả lỏng hơn nữa chứ. Ôi không, cậu chủ. Cậu và Nhịp phải hòa làm một. Chứ Nhịp vào người nào? Không suy nghĩ mà cảm nhận. Như vậy hả? Chúng tôi muốn thấy điều nhảy pizza. Được rồi, hiểu rồi. Tôi qua vào dịp điệu đây. Pizza cũng có cà ri vàng ở phía trên. Hãy đến cửa tiệm của tôi. Nghe hay đó. Để mình cho cậu thấy. Mọi người đều biết Dino Pizza hạng 2 mà.
Vì vậy mà họ mới phải sử dụng đến âm nhạc đó. Hả? Hả? Ngươi có muốn dám động trước tiệm của ngươi hay không? Còn nữa, ngươi có muốn sở hữu năng lực làm cho mọi người trở nên điên cuồng hay không? Với cái này hả? Ông Tiêu này ngầu đó. Sao ngươi không thử đi? Chắc bụng không đau mình đâu hả? Nè, chuyện gì vậy? Làm gì vậy? Sao mình lại nhảy? Đẹp quá. Chắc phải đến lúc vận động rồi. Nè, hình như có hiệu quả đó. Đưa đây, không tin được là có hiệu quả đó. Mình có ý này nè. Quyền năng tạo sự điên loạn. Chắc sẽ mắc cười lắm. Tới rồi, theo mình. Để ta coi người có gì bất thầy Dino. Đến giờ rồi. Đúng rồi đó, chỉ cần thả lỏng. Cậu làm tốt lắm. Nè, học điệu nhảy tuyệt vời ở đâu vậy? Xin chào, khỏe không? Pizza không? Hai cậu đang muốn làm cái gì đây? Không có, tôi nghĩ các cậu sẽ thích âm nhạc. Hả? Lùi lại đi, vì bây giờ là lúc cho ông Tiêu ma thuật. Ma thuật sao? Hai cậu hay lắm đó. Cơ thể của mình tự chuyển động rồi. Kỳ quá à, nhưng mà vẫn vui. Sao lại như vậy chứ? Đây đúng là ma mà. Không thể là nhạc cụ. Nhìn kìa, trên đó có viên đá thiên hà. Phải biết nhịp điệu này xuất phát từ viên đá thiên hà chứ. Đúng rồi, phải tìm cách lấy nó. Nhưng không thể kháng cự lại. Thả mình theo nhịp thôi. Sơn sơn pizza đi thôi. Sao? Là sơn sơn pizza? Cái này tuyệt quá à. Viên đá thiên hà xuất hiện rồi. Mình không biết là cậu biết nhảy đó. Nè, cậu nhìn đi. Nhạc trẻ không phải lúc nhảy mới đâu. Chúng ta phải lấy lại viên đá thiên hà. Phải tìm cách chứ. Không được. Cậu và nhịp là một đó. Hả? Patra? Đâu? Ở đâu? Dân chuyên nghiệp sẽ nhảy như vậy nè. Sao làm được vậy? Sao làm được vậy? Vậy? Tạm biệt ngươi. Mình cũng thể lấy viên đá thiên hà trước Patra. Có chứ. Cẩn thận, bậc thầy nhảy nhót Rex đang ở đây. Cẩn thận, Patra còn điệu nhảy khác mà. Tôi sẽ giúp, nhưng nếu có ai đó giúp tôi trước đã. Ngừng nhảy nhót ở đây thôi. Trả lại đây. Cái này hả? Ít ra cũng dừng lại rồi. Của chúng tôi mà. Đưa viên đá thiên hà đây. Có gì vui nhộn không? Hãy xuất hiện đi Ammonite. Cái gì vậy? Con mực? Con ốc? Không phải, là Ammonite, một sinh vật xưa cổ và siêu mạnh. Được rồi, mình cần phải xem thử. Akin, hợp nhất thôi. Được thôi. Sẵn sàng hợp nhất. Tidano biến hình. Serator biến hình. Ultra D trùm của siêu khủng. Đi, hoàng đế siêu đẳng. Cẩn thận. Thấy chi không? Hắn sẽ sử dụng tất cả để tấn công. Chỉ cần không ngắn được chúng ta thôi. Đôi cánh thêm ra. Tôi tới đây. Không có cửa đâu. Tấn công. Tôi đến đây. Dạ.
bỏ ra. Cũng được thôi, như người muốn. Tới lúc làm chuyện thú vị hơn, để coi ngươi làm gì. Sóng âm Lulu La La lên. Nhanh, phải lấy được viên đá đó. Thôi mà A Khang, vậy thôi. Lúc khác đi, cậu làm gì vậy? Cố chiến đấu đi nào. Không, không, không phải mình. Viên đá thiên hà lại thắng rồi. Đâu để ta coi thử. Không được. Oh yeah. Không đấu được đâu, tận hưởng khoảnh khắc cuối đi, như ta. Không đâu. Ôi không, A Khang bị thương, nhưng mình không ngừng lại được. Barbara dùng sóng âm Lulu La La, chúng ta sẽ không thể cưỡng lại được mà nhảy điệu Lulu La La. Phải chống lại nó. Cái gì? Sao cậu làm được vậy? Cậu né được hết. Tôi hả? Không biết nhưng mà tôi thích nhảy. Thật không? Đồ ngốc này, nhận lấy. Phải thả lỏng và cảm nhận nhịp điệu đến lúc hòa vào nhịp điệu rồi. Hiệu quả rồi đó. Quá đẹp đó. Cậu ta nhảy đẹp ghê á. Cái tay cậu ấy kìa. Sao vậy được? Nhảy cùng tôi không? Chào người, ông Tiêu ơi. Xuất sắc. Tôi cũng thấy vậy đó. Ông Tiêu đã tiêu tụng rồi. Không còn sóng âm Lulu La La nữa. Nè, cậu nhảy đẹp hơn nhiều rồi đó. Tại có giáo viên giỏi đó. Vậy đủ rồi, ta chán phải chơi đùa lắm rồi. Gì vậy? Gì vậy? Emily. Cố gắng lên. Giờ là xung kích tần số cao. Cẩn thận. Và giờ là màn cuối cùng. Cơn gió này kỳ quá, hình như hắn đang thở. Đúng vậy đó. Hắn ta đang hít vào để mà khi hắn ta thở ra thì hắn có thể tấn công chúng ta bằng cách dùng sóng âm siêu mạnh. Hắn đang thở cơ hội đó. A Khanh, coi ai đang thở sâu kìa. Tuyệt, vì chúng ta có cái này. Thiên hà biến hình. Hắn đây rồi, làm đi. Ok, nhận lấy. Không, cái mùi kinh khủng này. Được rồi, tấn công thôi. Đi thôi. Móng vuốt bảo vệ công lý. Kiếm go go. Ta còn vài điệu nữa. Không ngờ là lại cản được đòn tấn công. Là đúng rồi nè. Yeah. Đúng vậy. Tiếp tục theo tôi nào. Ôi không. Giao hàng đặc biệt đi. Yeah. Bánh đây rồi. Pizza cà ri của Dino Pizza. Đây là nhóm. Cái gì? Tin mình đi Bill. Cậu phải ăn thứ này nè. Wow, món này ngon thiệt đó. Nói đi, cậu lấy ống tiêu gắn viên đá thiên hà ở đâu vậy hả? Từ một người. Từ một người cao lớn kỳ lạ đen thui và rất thích cười á. Đen thui? Không lẽ Đắc Nô? Hình như là vậy. Sao hắn ta lại bỏ viên đá? Phải có lý do gì chứ? Tôi biết lý do. Đắc Nô muốn thưởng thức pizza cà ri. Pizza cà ri vàng ở bên trên. Hãy đến cửa hàng để ăn thử đi. Một miếng cũng đủ làm con chim gào thét.
Dino pizza, 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 pizza. Một giây thôi, không sao. Chiếc xe này sẽ bay trò để được nâng cấp tốc độ rồi. Được rồi, bậc thầy Dino Red và kẻ phá hoại Barra, và ta hy vọng là hai người sẽ giải trí cho ta. Hả? Nè, dừng lại, xe của tôi. Vậy Đắc Nô, ngươi nghĩ giấu viên đá thiên hà là vui sao? Bây giờ thì đến lượt ta. Biết gì không, cái cuối. Tuyệt, Dino Pizza nổi tiếng hơn bao giờ hết. Đúng vậy, nhờ tốc độ cực đỉnh. Không phải cái của tôi cực đỉnh sao? Cái gì? Cậu nghi ngờ mình sao? Có cần mình chứng minh không? Không có, Saber là nhanh nhất. Pizza! Đừng mà Pizza! Mình sẽ đuổi kịp. Bám theo. Được đi thôi. Giao hàng xong rồi, đến giờ về nhà. Cẩn thận. Dừng lại. Chuyện gì vậy? Đang tới đây. Gì nữa? Xin lỗi cậu. Trời mình ơi. Dừng lại Red, cậu lái xe kỳ quái vậy. Xe kỳ quái, tôi phải lấy lại pizza. Sao? Xe đó có viên đá thiên hạ. Bấm theo nó nào. Phải đi, đi thôi, thôi. Kịp rồi. Nè, dừng xe đi. Không có ai ở ghế lái sao? Cái gì? Red. Trên đó có viên đá thiên hà. Nhìn kìa, nên nó mới nhanh như vậy. Viên đá thiên hà. Không bằng tôi đâu. Pizza, pizza, con muốn pizza. Mình sẽ đi ăn. Pizza. Kết thúc rồi. Thẳng đi đường đó. Thật là điên rồi. Có sao không? Xe đó còn nhanh hơn cả Saber nữa. Không đâu. Mình sẽ cho cậu thấy ai mới là nhanh nhất. Chờ mình với. Mình cũng đi nữa. Bấm theo nào. Đúng là một người đàn ông đẹp trai. Tôi đã đổ nhiều tiền vào nó, nhưng nó rất đáng giá từng đồng. Khi tôi thấy nó treo trên tòa nhà của chúng tôi, tôi không thể chờ đợi được nữa. Dinh dự đó chắc chắn sẽ thuộc về anh. Nhưng tôi có thể giúp một tay không? Cẩn thận, cẩn thận. Chiếc xe đi loạn hướng thẳng đến đây sao? Bên này, bên này, bên này. Không, không, bên đó không đã. Con xin lỗi chú. Xem nữa. Không thể nào. Sẽ có người bị thương đó. Tôi biết nên đi đâu rồi. Chỗ đó là núi, không có ai bị thương. Tuyết, hãy ép hắn vào núi lửa đi. Được đó, nhưng ép hắn bằng cách nào? Để đó cho tôi, tôi đã có cách này. Nè, chờ tôi với. Là hắn. Try, làm ngay đi. Được, cần cho. Hắn mạnh quá. Cậu và Saber có thể cản được không? Tất nhiên là được. Giúp mình chơi. Hắn mạnh quá. Nè, cậu đừng cắn cái đuôi của mình mà. Tango, nhanh nào. Được, tôi đến ngay. Ăn rào phiến đá.
đỉnh rồi. Làm được rồi, gần đến đỉnh rồi, không còn nơi nào để đi. Đến lúc dừng chiếc xe điên loạn này rồi. Chắc ta giúp được. Không phải ngươi mà ta sẽ là người lấy được viên đá thiên hà. Cảm ơn ngươi nhiều lần tới ta lấy của ngươi. Ra đi, Giga Dino Superia. Các cậu, Suvonia là khủng long có hình dáng như là chim, nhưng mà lại có đôi chân rất dài và có thể chạy rất là nhanh đó. Chắc chắn không thể nhanh hơn tụi mình. Đúng, hợp nhất thôi. Sẵn sàng hợp nhất. Saber biến hình. Senator biến hình. Khủng long chỉ đại hợp nhất. Đi chụp mũi siêu khủng. Đi hoàng đế siêu đẳng. Cậu nói kết thúc nhanh chóng đúng không? Cảnh Terra tốc độ siêu phàm. Một bài kiểm tra tốc độ tấn công. Bóng vuốt lá xe tốc độ siêu phàm và cú đấm chết tiệt. Tia plasma không bằng mình được. Khoác lác mãi. Xuất sắc Saber. Tốc độ là tên đẹp của cậu mà, Seraton. Chưa có đua, mới khởi động thôi. Đến lúc thể hiện tốc độ thật sự của Suvoya. Trong vũ trụ không có gì sánh được với tốc độ của Suvoya. Hả? Biến mất rồi. Kìa, Red. Kết thúc chúng thôi. Hắn đi kìa, cản lại đi. Muốn đá thì ta sẽ cho ngươi trong đá. Cả hai, nghe đây, đừng đánh hắn nữa, phải theo bánh xe của hắn mau. Cú đâm chết tiệt. Kaya sao chị biết vậy? Là lực ly tâm. Tưởng tượng bánh xe là pizza, xoay nó thật nhanh và thớp biên sẽ bay tứ tung. Kaya đã thành bậc thầy pizza. Chưa xong đâu. Ta thích con mồi bỏ chạy khi ta tấn công. Bắt đầu thôi. Dùng cơ lốc tốc độ. Cái đó là gì vậy? Cơ lốc. Shibuya chạy quá nhanh cho nên nó sẽ tạo ra gió lốc. Các cậu hãy cẩn thận á. Phải cản Prada lại, lấy viên đá. Mọi thứ đều đang quay vòng đó. Chắc là sẽ hơi gập ghềnh nên bám chắc vào. Làm sao đây? Nhắm vào trung tâm của nó. Sức mạnh để quay vòng đều tập trung ở chính giữa. Muốn cản nó thì tấn công vào đó. Cậu phải sử dụng đá Ammonic. Sóng âm của Ammonic có thể làm tan gió lốc. Tuyệt. Nhưng trước tiên phải thoát khỏi cơn lốc này đã. Phải đi lên trên. Được rồi, chuẩn bị bay nhanh hơn cả gió đi. Hả? Bay lên tới trời. Chuyển đổi ma muốn. Đi thôi, Ammonis. Thiên hà biến hình. Yeah.
thần lốc tốc độ bị sao vậy? Nhanh! Tốc Ammonel! Ráng mà đuổi theo nha. Mình đổi cậu ta nhanh thứ hai. Đùa thử đi, để coi ai sẽ đến Dino Pizza trước. Ráng mà đuổi theo. Hôm nay cậu đã gặp được đối thủ rồi. Bỗng vuốt la xe. Cậu ấn chết. Tay lấy điện. Dùng lại thế đi. Là cậu hả? Dù có chuyện xảy ra, nhưng nó vẫn đáng giá từng đồng tiền. Đừng nói với mình là hết rồi nha. Cậu còn đồng xu nào nữa không? Cái gì đây? Cái này chắc có thể làm đồng xu được nè. Mau thử đi. Trời ơi, không được rồi. Đúng là viên đá vô dụng mà. Cậu có sao không? Đó là quái vật chuỗi. Quái vật chuỗi. Ta mà chạy đi. Làm hư hết đống pizza rồi. Try, cậu làm cái trò gì vậy hả? Anh xin lỗi nha, mình đang tập gọng kìm Try thì... Trời ơi Try à, tới lúc cậu phải nghe mình nói rồi. Hành động không dành cho cậu đâu. Bảo vệ thế giới là nhiệm vụ của tụi mình. Cậu chỉ có thể làm được một chiêu mà thôi. Gọng kìm Try, cậu làm rối tung lên rồi. Giờ chỉ cần giao hàng mà thôi. Mình chỉ muốn giúp sức thôi mà. Nè các cậu. Nè các cậu. Try. Nè các cậu thiệt là quá đáng. Sao lại đem Try ra làm trò cười? Nè chờ đã. Có chuyện gì vậy? Chúng ta hơi quá đáng rồi. Cậu ấy bỏ đi rồi kìa. Vô anh bạn à, chúng ta đã quá thô lỗ rồi. Mau đi tìm cậu ấy về đi. Đúng đó, tìm cậu ta về thôi. Rồi tiếp tục cười cợt. Cậu nói đó nha. Thiệt là. Cho mình đi rồi. Trai. Hả? Chuyện gì vậy? Cậu đừng như vậy nữa. Bọn họ hơi quá đáng, nhưng cậu phải tự tin hơn mới được. Nhưng bằng cách nào vì bọn họ nói không hề sai mà. Saber thì di chuyển siêu nhanh, còn ma mút cậu ấy có thể tạo ra sóng âm siêu mạnh. Khi nhìn lại thì mình thấy mình chỉ là đứa vô dụng thôi. Không có đâu Trai. Mình biết là cậu cũng có khả năng đặc biệt. Cậu chỉ cần tự tin hơn để khám phá nó thôi. Cậu nghĩ vậy thì sao? Tất nhiên rồi. Cậu tiếp tục luyện tập đi. Có con quái vật chuột chuỗi kìa. Chạy chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy nè? Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Ai gây ra chuyện này? Chắc là Try rồi. Cậu lại gây sự nữa đúng không hả? Hả? Sao? Mình không có liên quan gì hết đó. Cho đã. Chắc là do viên đá thứ hả? Mình đang thấy một con chuột chuỗi trong trò chơi máy bắt chuột đó. Hả? Trò chơi bắt chuột sao? Tới lúc đi bắt chuột rồi. Tìm được ngươi rồi. Nào, trò chơi bắt chuột chuỗi bây giờ sẽ bắt đầu. Hey, chết nè. Hả? Xin lỗi nha. Ây!
Cậu nhìn đi đâu vậy hả? Tự nhiên lại xông ra như vậy. Nè, mình nói câu đó mới đúng nha. Mình không làm được, mình trốn nhanh quá. Kìa, mau bắt nó đi. Không kịp trai. Mình biết là cậu làm được mà. Wow. Thiệt không thể tin được. Mình ở đâu? Có chuyện gì? Cậu chủ Rex Emily có ai làm ơn giúp tôi với. Hình như là con chuột đó mở ra cái lỗ làm cậu ấy bị hút vô trong. Trời, nghe thấy tụi mình không? Mình nghe được nè. Trời, mình tin ở cậu. Tìm cách đi. Trời ơi. Yeah. Cậu ra được rồi. Sao cậu làm được? Xảy ra chuyện gì? Mình chỉ tập trung vào việc phải tìm cách ra ngoài thôi. Đúng lắm. Các ngươi đừng có vội ăn mừng. Lại là ngươi. Chứ còn ai? Giờ nó thuộc về ta. Sẵn sàng, hợp nhất nào. Được thôi. Đi cực cối siêu khổ. Đi hoàng đế siêu đẳng. Cuộc săn mồi bắt đầu rồi. Diplodocus. Vũ khí siêu khủng đó. Mình biết mà, nó là Eblocephalus. Toàn thân nó được bao bọc bởi một chiếc áo giáp siêu dày. Và nó có thể dùng cái búa lớn ở phần đuôi để mà làm vũ khí chết người. Chúng ta phải tấn công cùng nhau. Đi nào. Hả? Nó đâu mất rồi? Không, nó đang dùng cái lỗ đen vào đó. Nó dùng sức mạnh của viên đá thiên hà để mà tạo ra cái lỗ trốn ngay lập tức. Đồ ăn gian. Hả? Chờ đó, đôi cánh thế ra. Có chừng. Đồ ngốc sao? Ta tới đây. Chờ đó. Khá đó, nhưng ngươi không bắt được đâu. Nè. Chuyện gì vậy? Nẹp rét. Như vậy không được đâu. Cần có khả năng không gian để đối phó những cái lỗ. Hả? Khả năng không gian? Là ngươi. Để ta giới thiệu sức mạnh cho ngươi biết. Khả năng không gian là gì? Tù nhân. Ủa? Đây và đó. Chuyện gì vậy? Đủ rồi đó nha. Ra đây đi. Hai người đã mất bẫy ta rồi. Đôi chân. Rex. Đôi cánh Hera. Đôi chém Plasma. Người ở đâu? Mau ra đây đi. Bỏ ra. Bỏ ra đi. Được thôi. Nếu như muốn thì ta chiều ngươi vậy. Akin. Ta bắt đầu chán rồi đây. Chúng ta mau chóng kết thúc đi. Mình không nghĩ ra. Phải có cách nào xuyên qua nó chứ. Phải rồi. Trước đó Troy đã từng làm thử rồi đó. Hả? Mình sao? Đúng rồi. Và lần này cậu cũng sẽ làm được. Trái à, cậu sử dụng khả năng không gian của mình đi. Không được đâu mà. Nè Trái, mình biết cậu làm được. Trái, mình tin ở cậu. Trái, biến hình.
Ngươi nghĩ hắn biến hình sẽ có sự khác biệt sao? Hả? Đỡ nè! Hắn đang chạy mất. Được, không nhanh như vậy đâu. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi, cậu chủ. Bọn ta đến đây. Hả? Ngươi ở đâu rồi? Hả? Làm sao ngươi vào trong đây vậy? Bọn ta dùng sức mạnh của Trai. Tới lúc dùng viên đá xịt phối giá rồi. Lên nào, Shukuya. Giả thiên hà biến hình. Thật tiếc quá, hắn không thể đem vũ khí mới vô đây đâu. Không cần, ngươi sẽ phải ra ngoài. Giọng kim Trai. Trai, nào, làm mau đi. Cái gì vậy? Hả? Hả? Trai kia kìa. Yeah. Cuối cùng Trai cũng đã chứng minh cậu ấy là một dino đích thực. Chiến đấu rất tốt nhưng còn phải cải thiện rất nhiều. Chờ một chút, có ai thấy Trai không? Xin giới thiệu chiến binh Trai. Sao? Cuộc đua giao pizza sắp có đơn hàng lớn rồi các cậu. Nè, bình tĩnh đi. Trời ơi. Mammoth hả? Saber. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Saber xấu tính lắm. Cậu ấy khoe giao bánh pizza giỏi hơn tụi mình. Không phải xấu tính mà là sự thật. Cậu nói mình giao chậm quá, rồi còn nói người ta thả ăn rau hơn là chờ mình giao hàng nữa. Dâu, có giao hàng chậm một chút cũng không sao, miễn chúng ta đánh bại được Vito. Sẵn, nói về Vito và kinh nghiệm chiến đấu, tụi mình đã chiến thắng mà không cần có cậu. Nhìn đi anh chàng khó tính, kỹ năng của mình rất cao, phong cách chiến đấu của cậu đã cũ rồi. Mình là người đặt ra quy tắc cơ bản, không phải chế diễu. Ê, cậu về phe nào vậy? Mình chỉ bị cuốn theo bài nhạc thôi mà. Cậu chủ, hãy để tôi giao bánh cho. Làm ơn, mình nghĩ đây là công việc của tụi mình. Phải, vận chuyển một đơn hàng lớn cậu cần suy nghĩ nhanh nhẹn và nhiều kỹ năng. Như là... Tụi mình cũng suy nghĩ nhanh nhẹn mà. Phải, chắc cậu nói đúng đó. Vậy, hay chúng ta thử xem ai nhanh hơn. Sao, bằng cách nào? Cậu chất thi đi. Ha ha, sẽ rất vui đó. Thôi nào ai Khanh, đua nào. Một cuộc thi giao hàng hả? Thời gian của tôi là có giá trị lắm đó. Ha ha ha, cậu sợ chúng tôi thắng hả? Hả? Cậu thắng? Tôi là bậc thầy Dino thực thụ, không thể nào chúng tôi thua các cậu được đâu ha. Ngoài tầm kiểm soát mất rồi. Chỉ còn một cách là xem thôi. Red sẽ thắng. Khoan đã, Icon, tính đi bộ hả? Khởi động nào, bánh xe Dino. Wow, Nito. Ha, mình cũng chuyển đổi. Khởi động chuyển đổi. Chúng ta bắt đầu được chưa? Oh yeah. Chúng ta sẽ đếm đến 3, 1, 2, 3. Đi thôi. Cậu đếm nhanh quá đó. Đi thôi. Không có gì vui bằng tự đấu lẫn nhau. Chúng ta có cần thêm gì đó mới lạ cho cuộc đua của bọn chúng không? Wow, đèn giao thông hôm nay tốt quá. Đừng cứ ngập thở gì hết khói xe của tụi này. Những tên nhóc mới lớn, Rex, quăng cho mình mấy cái pizza. Ok.
hãy để họ thử cái này. Mày lấy điện. Cậu ta đang dùng sức mạnh của mình. Đi thôi. Đội của bọn mình mạnh hơn. Móng vuốt laser. Hả? Red. Xin lỗi. Cậu thật sự muốn như vậy hả? Tụi mình không phải cố ý đâu. Được rồi, sẽ ra thôi. Đi sáng. Đó cũng không phải là do tôi cố ý đâu. Mà muốn, try, đi thôi. Ok, try, sử dụng móng vuốt đi. Được thôi. Siêu tập. Tay go. Những tình gian xảo. Các cậu cũng làm như vậy thôi mà. Chuyện này thật là vui. Sireno, Saber, giúp tay go đi. Được. Đi thôi. Cậu muốn bỏ cuộc hả? Thừa nhận tôi là bậc thầy Dino thực thụ đi. Cậu chủ Red, mình xin lỗi vì chậm quá. Ổn thôi mà, tụi mình sẽ giúp. Thật sự rất vui. Tay lại. Điên. Đại phun nước ở thị trấn phía trước. Đây là cơ hội của chúng ta. Tay cô, tới cậu. Rõ, tôi còn chủ. Ăn rào, biến đa. Rất lớn rồi. Cứ chờ xem, đi thôi. Các cậu, sao rồi hả? Cũng không tệ hơn. Chiến thắng có mùi như pepperoni và phô mát. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Đi. Chúng ta sắp tới bảo tàng rồi. Gần tới đích rồi. Đi thôi. Thừa nhận tôi thắng đi. Thực ra là bọn ta thắng rồi. Có nô lệ Dino. Ý của cậu là ở phía trước sao? Đúng vậy. Nhưng cuộc đua. Giờ đây sẽ là cuộc đua. Chúng ta sẽ phải đánh bại chúng trước. Ok. Chuyển đổi. Chuyển đổi. Sẵn sàng. Hợp nhất Dino. Khủng long vĩ đại hợp nhất. Đi, hoàng đế. Hôm nay sẽ kết thúc. Khủng long đi đặt kết sâu rết. Phải làm gì đây? Chuyện này không tốt chút nào. Cầu lửa. Tia sáng. Quá dễ dàng. Cái gì? Nó không hề có tác dụng. Ta sẽ nâng cấp nô lệ Goblin lên một chút xíu. Nhận lấy này. Bấm vuốt laser. Đến giờ hai người vẫn chưa học được gì sao? Không, Aiken. Cái búa đó thực sự quá nhanh đi. Tấn công hắn lần nữa. Ôm không, cần phòng thủ chặt hơn. Tấm chắn. Hay lắm. Chuyển đổi. Chuyển đổi mà hút. Chuyển đổi Stico. Lá chắn âm thanh. Red, đó là khủng long Pinnacle Sao Red. Đuôi của nó là một cái búa khổng lồ.
nó phóng qua tiếng tay đôi của mình đó. Mình ghét gương mặt ngu ngốc của Khai A vô cùng. Giật mình dài hả? Red! Không! Không có chi. Arcan! Sao cậu dám làm đau Red vậy? Emily! Arcan là đang cứu Red thoát khỏi nguy hiểm mà. Vậy thì cả hai phải chiến đấu cùng nhau chứ. Chứ không phải là đá vào mặt nhau như vậy. Cùng nhau sao? Giống như là 500. Arcan cần phải lấy được thẻ mammut 500. Vậy thì có thể sử dụng để bắt 500 quang tử. Phải! Bọn chúng sắp tiêu rồi. Mammut 500! Mammut 500 biến. Chuyện này thật là vô lý. Tới đây, đưa đây cho ta. Mình cũng có thể cứu cậu. Chúng ta cường mảnh đó. Để mình. Yeah. Nè, cậu và tôi cần phải bắn cùng một lúc chứ. Sẵn sàng thôi. Chuẩn bị nào. Ok. Các ngươi không thể ngăn được nó đâu. Khủng long đi đặt cái sau rách. Sạc điện. Nhanh. Yeah. Sức mạnh lần hai. Đại bác nắm chắc. Không thể, không. Các người không trốn được đâu. Không thể nào. Quá tuyệt vời. Chắc chắn rồi. Tình Red ngu ngốc và cả Arcan nữa. Gặp lại sao? Đại bác Nam Châm thật sự rất tuyệt vời. Nè Arcan, tôi thấy chúng ta nên chiến đấu cùng với nhau đi. Mình thắng rồi. Đúng vậy, mình giỏi nhất. Ta thua rồi. Tôi tưởng cậu với Cyber chung một đội chứ. Đội Dino Pizza. Đúng đó. Nhưng mà thực sự mình đã thắng đúng không? Ý mình là về mặt kỹ thuật mình đã thắng nên cậu biết đó, chỉ mình thắng thôi.